Xin chào các bác đến với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Coupe Analog, là dòng xe đạp mà có cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở trên toàn thế giới, thương hiệu của Đức. Hôm nay về một chiếc xe tông màu xanh đen chủ đạo và trang bị một bộ chuyển động rất là cao cấp của dòng Shimano, bộ đề FLX, Shimano FLX, giảm sóc hơi, đùi đĩa trục rỗng của FSA, bánh là 26 inch không nhôm. Bộ phần khung của xe là màu hợp kim nhôm, thương hiệu Coupe, một thương hiệu rất là đẳng cấp trên toàn thế giới và được rất nhiều các bác tại thị trường Việt Nam ưa chuộng cái dòng này, dòng xe Đức. Model hôm nay về là Coupe Analog, màu xanh đen chủ đạo rất là đẹp. Trên khung thì do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Còn tất cả mọi thứ từ chuyển động rồi đến chất lượng khung sườn hay là nước sơn còn tương đối là đẹp, chuyển động rất là mượt. Trang bị bộ đề sau SLX, một cái dòng phụ tùng cũng thuộc dòng cao cấp này, đứng thứ hai cao cấp của dòng Shimano SLX. Các bác mà chơi xe lâu năm thì chắc chắn là không thể không biết cái dòng này. Lô SLX gạt đĩa, 3 tầng đĩa và đây là 9 tầng lip cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Vành bánh sử dụng là 26 inch, vành của Alex Rim. Vành này có khuyên các bác nhé, vành có khuyên. Lốp được sử dụng là lốp Maxxip. Bộ lốp này cũng rất là đẹp này. Cốt mát này. Bản lốp được sử dụng là bản lốp 1.95 thôi nhé, 26 x 1.95. Thì là phần ghi đông, thì chiếc xe được sử dụng bộ ghi đông cong đổ đèo, giúp cho các bác đi đồi núi xuống dốc lên dốc và tạo cảm giác lái rất là tốt với cái dòng ghi đông cong như này. Tay bấm xả là Shimano Alivio, hai bên cục phanh dầu của Shimano và trang bị một bộ phuộc hơi, sóc hơi của SG Sun Tour Ebicon. Đấy, bộ giảm sóc này cũng rất là ngon nữa nhé, rất là nổi tiếng này. Máy Shimano, máy trước sau đều là Shimano, dòng đầy mới, cái đĩa vặn, phanh đĩa vặn Shimano đời mới. Và giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe từ tâm trục đạp, đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 đi là phù hợp. Bộ đề chuyển động Shimano SLX gạt đĩa trước Micro Ship 9 lít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Bộ chuyển động Shimano SLX với 9 lít gạt đĩa trước Micro Ship với 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau.
Và chiếc xe này đã được bán lên mức giá chỉ có là 8,8 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đến bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video.